Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận hai tấm cần Kindurem các bạn. Có ký hiệu là KDR và maximum là mình nhận tối đa là 200 tấm cần KDR nè bạn. Tổng giải thưởng bull là có 40.000 KDR. Thì chương trình này góp này nó phân phối trong sau khi kết thúc trong vòng 3 ngày tấm cần KDR trên sàn trên MC các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở tới đám start chatbot các bạn. Điếc CMC các bạn. C2, C3. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào Start Kindurem Download. Bấm vào Fun đây các bạn. Rồi tiếp tục không có lâu Twitter nữa nè. Các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn chọn gấp kênh seller nè, chọn gấp nè, bắt up lên, chọn tiếp kênh seller nè, chọn dạo nè, bắt up lên, tiếp tục bid account, rồi tiếp tục các bạn điền là username Twitter các bạn, bấm nút check, còn win vn nè, chính này lấy ID Telegram mình các bạn, you have spin spot, rồi các bạn nhấp đây bằng bấm nút check nha các bạn. Rồi, bấm boy. Boy được 14 boy, bấm start chứ. Start đã được hoàn thành này, bấm account thôi. Tài khoản mình bấm vào account các bạn nhập địa chỉ tài khoản mình nha các bạn. Thì các bạn gửi địa chỉ với chocolate mình. Các bạn copy địa chỉ BNB sẽ mã chain với chocolate của mình nha các bạn. Mình gửi cho bot này. Này sẽ tắt mình đã làm rồi các bạn. Ok, vậy thì bạn gì lên ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Vậy video mình đã kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.